Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Slenderina, Asylum, let's go. Đây, Medium. Đây là một tựa game bóng ma trong bệnh viện. Ok, mình sẽ đi từ phòng 1. Phòng này không có gì, mình sẽ sang phòng kế tiếp. Let's go. Không có gì luôn. Tờ giấy đầu tiên. Wow. Các bạn tìm hết gì ngoài thì sau đó các bạn sẽ trèo vào bên trong này tìm tiếp. Và mình thì đang bị ông quỷ này ông nè. Ok, mình sẽ tìm ở đây xem. Oh my god. Giờ thứ ba. Chúng ta vào đây không biết làm gì. Sợ luôn. Các bạn cứ đi xung quanh bệnh viện này và các bạn sẽ tìm 8 mẩu giấy, mảnh giấy là các bạn sẽ hoàn thành game và thoát khỏi bệnh viện ma này. Ok, rồi vào bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Okay, let's go. Gas. Gas.
Let's go. Xin chào quý bạn. Rồi ở đây có một ổ khóa màu xanh, mình sẽ mở ra. Ok. Oh my god. Ok. Rồi mình sẽ lên trên tầng 2 để xem có gì không. Kiểu một chiếc chìa khóa màu vàng. Ok, xuống thôi. Các bạn sẽ đi tìm hết tất cả những chìa khóa rồi mở ra. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 3, Chocolate Hero. Kinh dị luôn. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ tư. Scary here. Let's go. Ok, và phần này thì chapter này thì mình sẽ đi thu thập. Chỗ này rất là ít người. Ok. Oh my god. Rồi xem còn ai nữa nào. Ở đây 2-3 người. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Poker cho tôi một. Ở đây thì có 3 phần, dễ, trung bình và khó. Dễ thì là các bạn sẽ không phải mất thời gian chạy, trung bình thì là các bạn mất thời gian chạy, và khó thì vừa thời gian chạy mà vừa có pick guy đi tiêu diệt các bạn. Ok. Rồi, và bắt đầu mình sẽ đi tìm. Trong này có gì không? Không có gì. Cái này cần một chiếc kéo. Chỗ này mở, không biết có gì không. Một chiếc blue cây. Tí mình sẽ sử dụng sau. Red cây. Cái này thì không vào được rồi. Mình sẽ đi tìm tiếp. All green. Đó, các bạn cứ đi tìm, sau đó thì mở hết những chiếc ổ khóa ra. Trong này có green cây và không còn gì khác. Ok, xem green cây ở chỗ nào. Không phải đâu này. Đây rồi. Chỗ này có một chiếc chìa khóa màu vàng. À, một thùng kép màu vàng.
rất ngoằn nghèo luôn. Đó, các bạn cứ đi tìm. Và nếu các bạn thấy nó khó hơn một chút thì các bạn có thể giảm xuống thành chế độ dễ. Và nếu mà các bạn chơi quen rồi thì các bạn có thể chơi chế độ cực khó. Đó là Hash. Thì cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần thuộc map là các bạn sẽ hoàn thành được. Thì map này thì mình thấy nó hơi zigzag một chút. Mình đã đọc vào đây rồi. Phải có một cái gì đó dễ nhớ. Đây, yellow màu vàng đây rồi. Đó, các bạn cứ đi tìm, sau đó thì sẽ mở tất cả những ổ khóa ra. Là các bạn sẽ hoàn thành được game. Quay cây, rồi các bạn đi tìm chìa khóa màu trắng. Chữ ổ khóa màu trắng. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, OG3. Game. Okay, let's go. This is no dream. Cái game này thì các bạn đang ở trong một căn nhà. Ở trong căn nhà này thì có ông Slenderman. Ông ta sẽ cai quản đây. Và khi các bạn gặp ông ta, các bạn quay đi thật nhanh, nếu không thì sẽ bị ông ta bắt mất. Và ở tựa game này các bạn phải đi tìm 5 chiếc chìa khóa thì các bạn mới thoát được khỏi ngôi nhà này. Ok. Mình sẽ đi ra đây trước xem thế nào. Tôi có gì mình sẽ đi xuống dưới sau. Ok, đi xuống đây nào. Wow, let's go. Chỗ này không có gì. Keys. Chuyện gì khóa thứ ba. Tí máu đó. Xem trong này có gì không. Rất là sâu luôn. Ok. Slenderman đang ở gần đây. Ông ta kia. Đây là chỗ sân bóng, không có gì. Đi sang bên này xem. I should... Rồi, mình sẽ đi sang đây. Ở dưới đây thì mình chưa đi. Ok, còn tầng 2 thì còn một phòng nữa mà mình chưa đến. Chỗ này không có gì, rất là tối luôn. Wow, hộp dương. Còn hai chiếc chìa khóa thôi là các bạn sẽ thoát được khỏi đây này. Và các bạn cứ đi tìm thôi là sẽ thành công. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. See you here. Let's go. Nhiệm vụ của tựa game này thì các bạn phải chạy ra chỗ cánh đồng, sau đó thì sẽ đi tìm những ngôi nhà và các bạn sẽ phải mở khóa ở trong những ngôi nhà đó. Thì các bạn phải tiêu diệt được, với chạy thoát và tiêu diệt được con Sylvia này. Tựa game này rất là nhiều phần luôn. Có điều rất là tối và các bạn đi cẩn thận, nếu khi gặp Sylvia các bạn phải ngồi xuống hoặc là các bạn chạy đi thật nhanh. Bởi vì ông ta rất là thính luôn. Nó gần đây. Chưa rồi, nó phát hiện ra mình rồi.
Cẩn thận đi rồi, oh my god. Wow. Ok, mình sẽ chạy nhanh vào này xem có được không. Vì đi chậm cũng sẽ bị bắt, và đi nhanh thì xem như thế nào. Ở đây dạy cho các bạn phi, đó là có cái này và ấn chuột phải, chuột trái thì nó sẽ phi. Nhưng mà nhặt cái đó thì sẽ phải tìm ở trong những ngôi nhà đó. Nếu mà mình không có chuột để phi thì phi kiểu gì đây? Đây, ngôi nhà đây rồi. Chạy nhanh thôi. Xin hiểu đó, ok. Mình sẽ đi một lúc xem như thế nào. Ồ, phát hiện ra mình. Oh my god. Chết rồi, mình chạy kịp rồi. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game ma khá hay và hot trong tháng vừa qua. Bóng ma trong một ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà ma. Và ở ngoài đời thì cũng có rất là nhiều ngôi nhà ma và hiện tại đang bỏ hoang. Ok, mình sẽ đi bên phải trước xem có cái gì đây không. Mở cửa ra nào. Một chiếc chìa khóa và một màu giấy. Ok, let's go. Có gì đâu. Oh my god, my god. Nhiều lúc chìa khóa hoặc là màu giấy sẽ gắn lên trên tường, cho nên các bạn phải để ý một chút. Tìm hết ở tầng 1, sau đó thì các bạn sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp. Khi đủ 8 màu giấy thì nó sẽ hiện cho các bạn bản đồ và các bạn sẽ tẩu thoát khỏi đây này. Các căn phòng rất đơn giản thôi, khi gặp bà ta thì các bạn quay đi luôn. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.